các TikToker bất ngờ đổi đời, em vợ Lộc Phu Hồ đi trộn vữa. Trời ơi, làm lễ cái tay lên. Đức Anh nhờ đột nhập nhà sau. Anh vậy? Top Top là nền tảng mạng xã hội không quá xa lạ với những bạn trẻ. Có rất nhiều bạn trẻ ngày nay coi sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok là một công việc kiếm tiền cực lý tưởng. Đi cùng với sự nổi tiếng, các hot TikToker liên tục được các nhãn hàng chú ý đến với những hợp đồng quảng cáo giá trị từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Thế nhưng, cách trở nên vụt sáng của các TikToker cũng có những trường hợp vô cùng đặc biệt và nhận được sự quan tâm của mọi người. Em vợ Lộc Phu Hồ. Em vợ Lộc Phu Hồ ban đầu khiến mọi người chú ý vì nhan sắc trắng trẻo và thường xuất hiện trong các đoạn video clip của anh rể. Sau thời gian góp mặt trong các đoạn clip dạy trộn hồ chát vữa của thầy Lộc, rất chịu khó lăn xả làm việc chân tay, thì cuối cùng Thanh Chi cũng được các tín đồ Top Top để mắt tới xin info nhiệt tình. Thậm chí nhiều người còn khen ngợi hot girl 16 tuổi này không hết lời, xin được đặt gạch để chờ cô nàng lớn rồi rước nàng về dinh. Đạt Villa. Đạt Villa ban đầu chỉ là quản lý của một salon tóc, có thu nhập ổn định chứ không quá cao. Việc sử dụng TikTok của anh chàng lúc đầu chỉ là để giải trí những khi rảnh rỗi, nhưng sau đó anh tập tành làm những chiếc clip đầu tiên, đu trend cho vui. Bất ngờ là sản phẩm của Đạt Villa lại lên xu hướng và sau này anh chàng đã quyết định nghỉ việc để làm TikToker. Hiện tại, công việc này giúp Đạt Villa tậu được xế sang 3 tỷ, đi du lịch mua sắm đồ hiệu không ngơi tay. Anh còn gây chú ý khi có chuyện tình xuyên biên giới với người đẹp Indonesia, Vithia. Dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng họ sử dụng Google Dịch để giao tiếp. Bên cạnh đó, Đạt Villa và người yêu cũng vượt 5.000 km để có thể gặp được nhau. Cho anh một cốc matcha đá, say nhầm ánh mắt của em. Quỳnh Ali. Xuất thân từ một streamer, ghi điểm nhờ vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào, Quỳnh Ali cũng nhanh chóng gia nhập đường đua TikToker. Hot girl sinh năm 2001 đã có hơn 4,1 triệu người theo dõi. Cô cho biết bản thân là fan cứng của tuyển Việt Nam, thường xuyên cổ vũ các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cô nàng nổi tiếng vì từng gây báo ở sân vận động Mỹ Đình khi lọt vào ống kính của cameraman trong trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam và được mọi người xin thông tin nhiệt tình. Ngoài ra, người đẹp Thanh Hóa còn thường xuyên xuất hiện trên TikTok của thủ môn Bùi Tấn Trường. Đức Anh. Nổi lên nhờ loạt clip đột nhập nhà sau Vbiz hay con trai chủ tịch, hot TikToker Đức Anh Phạm nhanh chóng trở thành cái tên được cộng đồng mạng săn lùng. Rất nhiều người thắc mắc rằng anh chàng có phải con trai chủ tịch hay gia thế khủng như lời đồn hay không mà có thể vào được nhà Đàm Vĩnh Hưng. Ai đây? Trấn Thành. Vậy? Eric. Hồ Quang Hiếu. Tưởng cậu chặt nhà tao dễ. Thế nhưng sự thật, anh chàng có một tuổi thơ cơ cực. Đức Anh ngày ấy đã sớm có đam mê với nghệ thuật, nhưng với góc nhìn của bạn bè và người dân quê thì những điều đó thật quá xa lạ và viển vông. Hơn nữa, Đức Anh tự nhận mình là người không có ngoại hình, cân nặng của cậu chưa bao giờ quá 50 cân. Nhưng mọi thứ đã không làm Đức Anh nhụt chí, trái lại còn tạo cho cậu một nguồn động lực âm ỉ chờ ngày vươn mình để tỏa sáng. Nói về ý tưởng sáng tạo ra series đột nhập nhà sau, Đức Anh cho biết anh hiểu rằng ai cũng có thần tượng và hầu hết người hâm mộ đều ước một lần được vào nhà thần tượng của mình để khám phá thêm về cuộc sống của họ. Chắc chắn khán giả sẽ vô cùng tò mò về điều đó. Đồng thời, chàng hot TikTok cũng cảm thấy may mắn khi có cơ duyên làm việc với rất nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam, từ các nghệ sĩ trẻ đến các anh chị nghệ sĩ gạo cội. Một khi có cơ hội thì anh nhanh chóng nắm bắt ý tưởng của mình và biến thành thực tế gửi đến khán giả. Có thể thấy, may mắn nổi tiếng là một trong những điều quan trọng, nhưng sau đó để có thể giữ vững được điều này sau khi vụt sáng, cũng yêu cầu các TikToker phải giữ được phong độ trong việc chọn lọc nội dung đăng tải trên nền tảng mạng xã hội. Còn bạn, bạn ấn tượng với cái tên nổi tiếng nào nhất? Hãy để lại bình luận cho Giang biết nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!